các chị yêu nha, đến với livestream của shop em thì các chị cứ vào like xăng đồ rẻ đẹp thôi. Với giá bán một đầm từ 100 mấy thôi các chị, rất nhiều đầm đẹp cho mình luôn. Hôm nay thì sale toàn sản phẩm, thích cái nào em lên cái đó cho mình coi ha. Ví dụ như mình kiếm đầm đi chơi, đi tiệc, đi làm hoặc là đi du lịch đó, sẽ lên mẫu cho mình xem. Còn em đang mặc đây á là một cái đầm sườn xám, một em body sườn xám, chất liệu là vải nhung với họa tiết là ngôi sao mặt trăng kim tuyến lấp lánh. Đem lại gần mình coi thử, form đẹp chưa, tặng kèm cài áo nữa nha. Chị nào mua cái sườn xám của em là có tặng luôn cái cài áo ngọc trai nữa, dễ thương lắm. Chốt hôm nay là 199 cam, còn hai size cuối nha cả nhà. Hai size cuối cùng chốt cho các chị yêu luôn 199.000 đồng nha. 1395 cho em ạ. À, em còn size M với lại size XL. Ôi trời ơi, size M em size M 5 cái, XL 1 và 2X cũng chỉ còn 1 thôi. Vậy là tổng cộng 7 cái cuối. Còn 7 cái cuối cùng chị nào thích thì đặt hàng ngay bên dưới cho shop ạ. 1395 nha. Có co giãn chị, cái này 2X nha, em còn một cái á, là nó lên được khoảng 6-7-8 cân luôn. 6-7-8 cân độ về mặt vừa cho em. Chất này là chất nhung, nó co giãn tốt nè. Đang co giãn cực kỳ tốt. Sẽ tà hai bên nữa nha. Đó, đủ ra lên được đúng không chưa? Dễ thương không? Cho chị Thảo lên nha. Rồi mẫu mặt là 1395 nha cả nhà. Còn ít chị nào nhanh tay mới chốt được em này, không về thêm. Mã này em hết là em bỏ mẫu, không may thêm nữa ạ. Body sườn xám chất nhung 1395 cộng số điện thoại 5 size M, 1 size XL và 1 size 2X. Chị nào lấy cứ đặt hàng cho em, mã hàng kèm số điện thoại cho em là được ạ. Cố gắng lên đơn sớm để em tư vấn và trừ hàng nha. Rồi em mặc bao nhiêu tiền? Dạ em mặc là 199k nếu mà mua trên live chị ơi. Em mặc là 199k nếu mà chị mua trên live này nha. Lên đơn sớm để em tư vấn và trừ hàng, trừ sai giảm giá cho mình đây. Sao ngứa cái tay tè. Rồi mẫu mặt là 1395 cả nhà nha. Chốt đơn còn 199.000 đồng. Em còn 7 cái cuối cùng. Trong đó là 5 cái size M, 1 size XL và 1 size 2X. Hết em bỏ mẫu luôn. Chị Sugar Nguyễn chốt 1395. Rồi chị Như Ý à, đồng đẹp em cảm ơn chị yêu ạ. Có 199.000 thôi hả. Giá cũ á 350. Like hết của em bán cái sườn xám này nè là phải 350. La này chốt chỉ có 199.000 là có đơn rồi. Rẻ bèo luôn. Rẻ phải đó là rẻ hơn giá sỉ luôn. Mua trên like rẻ hơn nhiều. Ba size cuối cùng nha cả nhà. 7 cái nha. 5M, 1XL và 1 size 2X. Chị nào chưa có thì bình luận ngay ở bên dưới cho em ha. Rồi tiếp theo bây giờ em sẽ qua cho mình xem thêm một số em váy này nữa nha. À sơ mi không? Các chị thích đầm sơ mi hay đầm mà không có cổ, hay ôm hay xòe gì đó thì mình có thể bình luận ở bên dưới cho em nha, để em lên cái khác rẻ hơn xíu đi. Cái này 199 là đúng không? 119.000 có đơn luôn. Đây, đầm trung niên. Đầm trung niên mà chỉ có 119.000 thôi cả nhà. Hàng shop luôn nha. Váy thiết kế đàng hoàng mà giá thì quá là rẻ luôn. Cả nhà mình chấm bài cho em được không ạ? À? Chị yêu nào thấy like mình có thể chấm bài tương tác giúp em được không? Đây là 1337. 1337 em còn đúng một size M dưới 50 cân vừa. Rồi em chốt 119.000 luôn. 119.000 đồng, chị yêu nào chưa có đặt hàng ngay cho em nha. Đây, mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được nè. 1337 119.000 đồng. Size M cho em nha. Size M là 50 cân đó chị Tito. M nhà em là thường dưới 50 cân. Cái váy này thì eo cỡ 70 được ha. Vừa em chưa ghi mã đúng không? Vừa rồi là 1395. Rồi bây giờ là 1337, 119 thôi. 1337 chất lụa mango nha, nền đen hoa màu nâu, hoa nâu nâu to to sang. Thường quý chị khách trung niên thích những cái hoa to to như vậy, mặc lên nhìn nó sang trọng. Dạ được nha chị Thanh Lương, mình có thể chia sẻ like cho em rồi em chốt hàng nha. Mình cứ đặt trên like như vậy là được giá rẻ nè. Chứ cũng cái váy này mua tại shop nó cao hơn. Cũng em này đi mà mua tại cửa hàng em 370. Ở trên line này có 199.000 đồng thôi, rẻ bèo luôn ha. Mã hàng kèm số điện thoại cho em là được nha cả nhà, mẫu đang mặc nha. Đầm em mặc đây với mã số là 1337 nha. Một ba ba bảy kèm số điện thoại cho em nha cả nhà, nhanh tay em chừa hàng chừa sai giảm giá cho mình nè. 119.000 đồng giúp em nha. Vậy chào chị Ngọc Phương ạ. À, mẫu đang mang có coi giãn không shop? Không chị ơi, coi giãn chút em lên cái khác. Em lên nhung nha, hoặc là dạng thun lai dông nè. Này nó coi giãn nè, chứ còn em mặc nó lụa không coi giãn. Này sai chuẩn thôi. Eo 84 đổ về cho em thôi hả.
Chị yêu đầu E84 thì lên đơn cho shop nha, để em tư vấn và trừ hàng. 1337 1337 119.000, shop còn size M. Mẫu đang mặc còn size M nha cả nhà ơi, 50 cân đổ lại. Chị yêu nào dưới 50 cân thì chốt đơn giúp em nha. Chị Thanh Thúy lấy 1337 nè. Eo 70 là đẹp, thoải mái cho em luôn nha. Chị nào eo dưới 70 cứ chốt 1337 cho em. Mã hàng kèm số điện thoại cho em là ok. Chúc chị Thảo. Rồi chị Ông Vàng, chị Ông Vàng, đầm này có size nào nữa em? Có một size chị ơi, hết rồi, em không có may thêm. Do là nó bị lẻ size rồi, em không may nữa. Cái váy này là coi như em bỏ mẫu luôn á. Bây giờ còn sót lại bao nhiêu là em bán hết, em bỏ mẫu, chuyến sau về kiểu khác. Đó, nhanh tay nha, nhanh tay, số lượng có hạn nha. 1337 giúp em 119.000. 1337 119.000 đồng. Kiều ơi, sếp nhắn tin kìa. 1337 119.000 đồng. Rồi bây giờ tiếp tục em qua cái đồng thun lai dân. Nếu mà chị thích co giãn á thì em lên cái chích này nè. Cái chích này nó co giãn tốt hơn. Một size nó tăng được 5kg luôn. Ủa ngày 35 hay 36 đâu rồi nè. 35. Không có nhớ được hai cái này luôn đấy. Em mặc đây là 1435 cái chị yêu nha. Trời ơi, này rẻ nè, đẹp, co giãn tốt. Body hả chị Nguyễn Thang? Body đúng không? Rồi ok, chút sau cái này đem lên body mình coi nha. Đầm em mặc 1435 nha. Size L. Size L là cỡ 60 cân luôn. Cái váy em mặc nè, co giãn tốt vậy nhà coi. Em test cái độ co giãn mình thấy nè. Trời ơi, siêu co giãn luôn. 60 cân mặc được, tuy là nó còn size L thôi á, nhưng mà 60 cân thoải mái cho em luôn. Rồi thun lai dân siêu co giãn. Gửi lại. Gửi lại. Có cái 1435 cái chị yêu nha. Chút đơn 110 chị 170 để em xíu coi. 1435 nha. Hôm nay chút đơn cho các chị yêu luôn nè, giá rẻ luôn. 1435 119. Trời ơi, 60 cân được. 60 cân đổ về cho em 119.000 đồng liền. Nhanh tay liền, trời nghe giá vậy chút gấp chứ suy nghĩ đó hết. Giờ em chỉ còn vài cái cuối cùng thôi. Chết thì coi giãn tốt. Đó, chị nào thích coi giãn thì sao bỏ qua cái này được. Coi giãn nhất nhì để shop em luôn á. Đằng sau không có khóa, coi giãn tốt mặc chồng vô cho em thôi. Không cần khóa kéo gì hết nha, khỏi cần khó kéo khó ơ gì hết trơn cả nhà, cứ dạy chồng vô cho em là được rồi. Màu rất hợp với cái chị trung niên đúng không? Sang nha, nhẹ nhàng sang sang nè. Nền màu nâu vàng kết hợp với hoa đỏ cho mình đây, giá bán 119. Chị nào lấy thì bình luận bên dưới để em tư vấn và trừ hàng nha. 1435 mà rồi đem ghi giá luôn 119.000. Nãy giờ em lên chưa có cái nào trên 200 luôn á. Trăm mấy không à? Này 119 nè. Tính ra có 120, có cái đồng smelly luôn rồi. Cổ tim, cổ tim tay ngắn, dáng suông nhẹ và có co giãn cao ha, có kèm hai cái túi nè. Em mặc mình thấy không? Cỡ 50-55 thì nó sẽ suông suông rộng rộng. Còn cỡ 57-60 thì nó sẽ vừa ôm như vậy nè. Đó, mặt sau cũng đẹp, tại em may suông á, cho nên là mình có mặt rộng xíu hay mặt ôm dáng như vậy nó vẫn ok, không có đường chiếc eo ngang ha. Giá bán là 119 nha chị Vân ơi, nếu mà chị mua bây giờ mới tính giá này được. Còn mình đợi em tắt like mình mới đặt hàng thì em vẫn sẽ bán lại là 300 hơn nha. Ngoài like này em vẫn bán 300 hơn, chỉ có bây giờ em mới sale 119 nè. 1435 cho em 119.000. Rồi body, chị thích body vest không? Thích body có cổ vest không? Hay là body cổ em còn cổ gì ta? Em còn body cổ chéo, cổ chéo nè, với cổ vest nè. Rồi body nào để em nhớ coi. À body sườn xám. Em mới mặc cái body sườn xám hồi đầu like đó. Cái này nó bị hư phá mất tiêu rồi ha. Đây còn cái nè. Rồi mẫu mặc đây là 1435 nha cả nhà. Sale hôm nay với giá tiền chỉ có là 119.000 nha. Size từ 50 cho tới 60 cân. 50 tới 60 cân là mặc vừa cho em nha cả nhà. Chị nào lấy cứ lên đơn sớm để em tư vấn và trừ hàng luôn. Thun lai dân, to giãn tốt, mặc nhẹ nhàng thoải mái luôn. Rồi tiếp tục em có cái váy này. Váy này của em mã số là 1462. Rồi em body vest nha. Chị nào thích body mà kiểu như tận dụng mặc đi làm rồi đi chơi đi tiệc được luôn á thì mình xem thử cái váy này của em. Kaki tail cũng có độ co giãn hả? Hình như bữa mình cũng có hỏi một lần không? Không phải như cái khác nữa cơ. Giờ này hay dèm hay mã trùng lắm nha.
Rồi đây là 1462 nha cả nhà ơi, body vest nè. Đó, đi làm đi chơi gì mà cũng ổn áp luôn nè cả nhà. Vừa sang vừa đẹp vừa lịch sự luôn ha. 1462. Nhiều đây ta. Rồi giờ giảm luôn nha. 199.000 luôn. 199.000 cho cái body vest này của em luôn, tin nổi không? Đó, dáng đầm body nhưng mà nó co giãn nè, với lại nó có xẻ nữa nè, nó xẻ tà trước nè. Đây là mình mặc á, nó cũng thoải mái, đi đứng nó cũng dễ dàng chứ không có bị ôm bó cái phần chân. Kaki theo nha. Có mình em này là chiếc kaki theo thôi á, em chưa có về thêm chiếc này luôn. Đó, bây giờ chị nào thích cái chất này mà mua thêm màu thứ hai cũng không có nữa. Còn mình em này, đính từng viên cúc rất là đẹp cho mình. Đây, đến cái cúc nó cũng phải chất lượng nè, các chị thấy không? 1462 cho em ạ. À. Để em coi nó còn mấy size cái nha. Hình như nó lẻ size rồi. 1462 body vest. Em còn 3 size. LXL 2X ạ. À. Rồi 50-65 cân vừa cho em nha. 1462 nha cả nhà, còn 3 size cuối. Em còn size L, size XL và size 2X ạ. À. Dáng đầm body sẽ tà phía trước, rồi khóa kéo nằm sau lưng. Dài tay hả chị Hoa Phạm? Giờ dài tay em có mấy cái dài tay nhưng mà nó lẻ size á chị, nó toàn size nhỏ không hả? Chị bao nhiêu cân? Em có đầm dài tay nhưng mà size nhỏ, size M á chị. Đây nè. Em có hai cái mẫu này dài tay. Chỉ còn size M thôi. Còn mà size lớn thì em lại có tay ngắn hoặc là tay lỡ thì em có. Còn tay dài đợt này chưa có về thêm cái mới nào tay dài hết. Tay dài còn sót lại mấy mã của chuyến trước không hả? Màu đen nè, màu da nè, tay dài có 99.000 thôi, rẻ lắm. Nhưng mà size nhỏ, size M. Size M là phải 50 cân. Còn lại em có tay ngắn, tay lỡ thì nhiều hơn nha. Size lớn thì không có rồi. Rồi em mặc đây là 1462 body vest. Ôi trời ơi, cái này nó cứ dướng vậy đâu. 1462 body vest nha cả nhà. Chốt đơn 199.000 đồng nha. Cúc này em đính cố định không tháo được, đứng nghiêng cũng không lo bị hở luôn. Đó, mặc thì chỉ cần kéo khóa đằng sau cho em thôi. 199.000. Mã nào? Thiếu gì nữa vậy? Mã số sản phẩm cho em, số điện thoại cho em là được nha. Nhanh tay em chừa hàng chừa size cho các chị yêu nè. 1462 các chị yêu nha. 182 nè. Nè như đây nè. 31 nè. Em mặc đây là 199.000 nha cả nhà ơi, có size từ 50 cho tới là 65 cân nha. 81 nè. Bé size. Anh nhìn anh chị ta đang nói chuyện á, anh ta nói nhớ Google nó là bé sang cho nên ta mất rồi bé. Trời ơi nghe mệt mỏi quá. Không một không hai đấy chị ta. 15 luôn rồi đó hả? 14 1400. Ủa 1400 mình về cho gì mà 1400 nghe lịch là quá vậy. Rồi tiếp tục bây giờ con hộ khác các chị yêu nha. Lên một cái đầm tay dài cho mình xem thử. Nhưng mà tay dài thì em chỉ còn size bé thôi. Tay dài em còn size M. Size M là phải 50 cân đổ về nha cả nhà. Đây, em mặc một em váy tay dài. Hàng này là của đợt trước, nó bị lẻ size nè, nó sót lại có 1 size hà. Giờ còn số lượng nhiêu em bán hết em bỏ mẫu luôn á. Chứ váy này em không có may thêm nữa. Đây là chị nào có chờ em may thêm thì không có thêm nha. Chuyến sau em về kiểu khác rồi. 1374 99 cao đầm em đang mặc. Hơi bị đẹp từ chất luôn. Chất liệu là vải cô tông lạnh, vải xịn luôn á. Em hay may vét cái vải này nè. Mà giờ nó còn có 1 size à. Xả luôn ha. Xả luôn 99.000 luôn. Size M nha, 50 cân đổ về cho em. Cái gì vậy? Không chắc không về đâu, hỏi vậy thôi. Đưa ra đằng trước đã không may rồi mà. Mày học mà chụp ổng thôi, mày chụp ổng liền cái đó đi. Rồi, em mặc đây là 1374 nha, 99.000 nha cả nhà. 1374 99.000. Gì? 01, 02, 03 là ba cái đó luôn hả? Hay là có mấy cái mã thay, hay là mấy cái đó không may, cái là may mã khác không? Cùng mã đó không? Thế có mấy mẫu thì trùng mã. Mày phải chụp ổng coi coi phải không nhàn gì cái luôn á.
Rồi 1374 nha, 99 ngàn nha cả nhà. Có hai màu cho mình lựa chọn, màu đen với lại màu da nha. Cổ áo cao ha, chị nào thích kín đáo lấy cái này, cổ siêu cao. Tay dài, trời ơi hơi bị lịch sự luôn á. Rồi hai tuổi có cái túi giả một bên, còn bên này là túi thiệt, còn bên túi thiệt thôi. Em sẽ xếp ly từ hai bên hông eo, xếp vòng ra đằng sau lưng, nó ăn gian được vòng 3 cho những chị nào có vòng 3 kim tốn. Hai màu này đồng giá 99 ngàn, nhưng mà có cái là cả hai đều chỉ còn size nhỏ. Chị nào dưới 50 cân có thể lấy luôn hai màu về thay đổi. Tại vì bình thường một cái bán 300, mà hôm nay em lấy giá có 99 ngàn cái thôi hà. Hai cái cũng chưa tới 300 nữa, hai cái mới có 200, chưa tới luôn. Chị cho Mỹ lấy 1374 màu đen, dạ rồi. Màu da là 75 nha, mình em đọc cái mã mình đặt luôn hà. Màu da là 1375. Em mặc là 1374. Đó, đồng giá nha, 199. 99 ngàn đồng thôi. Chất cô tông là nó có độ xè phồng đứng form. Nhưng mà cái độ dài váy mình để ý là em này nó là dạng váy ngắn, nó không có dài quá nha. Em này là vừa tầm ngang gối em thôi nè. Đó, nó vừa chấm gối thôi chứ không có dài hơn. Để ý giúp em độ dài. Không thôi lại nói em sau giao cho chị cái đồng nó ngắn quá nữa. 1374 màu đen, 1375 là màu da. Đồng giá 99 ngàn đồng. Chị yêu nào chưa có mã này đặt ngay bên dưới để em tư vấn và chừa hàng chừa size luôn nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được nha cả nhà. Tiếp tục bây giờ em sẽ qua mẫu khác ha. Rồi bây giờ em sẽ lên tiếp một cái đầm gì đây ta? Các chị thích đầm nào không? Sơ mi hay là đầm có cổ không cổ gì không? Thì mình có thể bình luận ở bên dưới nha. Chứ em lên theo ý em thì không biết nó có đúng ý các chị hay không á. Rồi bây giờ em lên một cái mẫu rất là xinh. Em nghĩ là có nhiều chị khách thích nè, cái đầm trắng này nè. Hôm nay nó gần hết hàng rồi. Cái váy trắng này của em hôm nay nó gần cháy hàng, cho nên sẽ lên trước nha, ưu tiên nó trước. Cái nào nhiều mặc sau xíu cũng được, còn mấy cái sắp hết phải mặc trước. Chứ kẻo chưa kịp mặc khách đặt hết hàng mất tiêu. Này tầm mấy ngày sau mình hỏi là em là có thể không còn hàng nữa rồi. Đây là 1483. 1483 nha cả nhà. Chốt ngày hôm nay với giá tiền là 299 ngàn. Đầm này chất chiếc phong, may hai lớp cho mình luôn ha. 1483 sale còn 299. Rồi để em coi coi. Hiện tại em hết size M. Ôm hả? Rồi em mặc đây là 1483 nha. Có size từ 40 cho tới là 65kg. Chị yêu nào dưới 65kg đặt hàng cho em. Sơ mi tay lỡ có nhiều lắm. Sơ mi tay lỡ đúng không? Rồi sau cái này em lên cho chị coi thử. Sơ mi tay lỡ em có trơn nè, hoa nè, rồi chấm bi cũng tay lỡ, da beo cũng tay lỡ, họa tiết sọc caro này kia cũng tay lỡ. Sơ mi tay lỡ là đủ loại luôn á, đủ màu sắc luôn á. Đây em này là tay ngắn, em này cổ tròn tay ngắn ha, dáng đầm xòe nhẹ nhàng với cái tông trắng, trời nó sang, không có cán da mà cũng không có cán thổi luôn. Mẫu này của em chị nào cũng bận hợp, giá bán chỉ có 299 ngàn. Hiện tại bây giờ em đã hết size M rồi nha. Tạm thời bây giờ em chỉ còn cho các chị mình là ba size cuối cùng là size L, size XL và size 2X thôi. Chị yêu nào khoảng tầm 50-65 cân mình chốt hàng cho em mẫu này. 50-65 cân thì lên đơn sớm để em tư vấn và trừ hàng cho các chị đây nha. Mẫu đang mặc đây là 1483 nha cả nhà. Size 2X hả chị? 2X mẫu này em đo eo nó được 86 nha. Đầm em mang nè, size 2XL eo 86 độ về cho em là ok. Rồi, cứ vậy chốt hàng thôi. Giá rẻ, bao chất liệu luôn. Hàng may kỹ từ chất tới phòng cho mình nha. Em may 2 lớp. Cái này mỏng thì sẽ may 2 lớp nè. Từng đường may em đã cố định cho các chị chỉnh chu đẹp lắm luôn á. Bao kiểm hàng, 100% đơn mua hàng bên em đều được kiểm tra trước thanh toán. Khách quen là không kiểm tra luôn á. Nhưng mà các chị khách mới á, mình lo hỏng đúng mẫu này kia thì em cho kiểm tra. Đó, yên tâm chưa? Mua thử trước một cái là biết chất liệu liền. 1483, 299 ngàn đồng nha. Size từ 40 cho tới là 50-65 cân, em hết M rồi. Giờ còn 3 size thôi. 50-65 cân. 65 là chị Ngọc Trang. Đầm này eo 86, chị đo eo thử đi. Nếu eo dưới 86 là vừa 2X. Còn trường hợp mình đo mà nó trên 86 thì em sẽ có mẫu khác. Em có mẫu eo 88 nè, em có mẫu eo 90.
92 cũng có. Cao nhất ngày hôm nay là 92 ha. Cả nhà mình nhớ đo luôn cái phần eo để coi vừa hay không nha. Số ký không thì cũng chưa chọn sai được. Mẫu của em mặc đây là 1483, form dáng đầm xòe nhẹ che được phần bụng của mình. Rồi bây giờ em lên sơ mi tay lỡ. Nếu mà sơ mi tay lỡ thì em mặc cái váy này không? Các chị thích đầm này không? Màu này nhẹ nhàng. Còn thích tươi hơn thì đây. Tươi hơn. Ui trời đất ơi. Tươi hơn thì có màu này. Màu này tươi hơn chút xíu hơn màu cam. Dễ thương lắm. Còn thích trơn hoặc là họa tiết như là caro, chấm bi hay là sọc gì đó thì em sẽ lên sau nha. Giờ em lên thử cái màu cam này đi cho nó dễ thương. Màu cam dễ trung mà lại có full size cho mình nữa. À chị Ngọc Trang eo 88 thì chị Ngọc Trang mẫu này không vừa, để em lên cái khác chị Ngọc Trang rồi. Eo 88 mình có thể bật sơ mi bell hoặc là sơ mi suông mới về. Em tầm mình coi thử nha. Đợi em chút. Đây, eo 88 thì hôm nay em cũng còn sót được vài mẫu. Vài mẫu thôi chứ không nhiều. Nếu mà chị vô sớm cỡ tuần trước á, thì nó nhiều mẫu hơn. Còn bây giờ thì nó lẽ sai nhiều rồi. Đây là chị, bell này eo 88 được nè. Một là cái bell này cho em là eo 88 đẹp luôn. Hai là cái suông này. Cái này sơ mi suông nè, eo 90, 9 mấy cũng được, 92 cũng được. Đó, chị coi thích cái họa tiết nào thì em lên ha. Cái này là sơ mi suông nha, mới về. Còn em này là sơ mi dài da bell. Đó, chị coi cái nào ưng thì mình comment để em giới thiệu nha. Không có sai mờ chị Thanh Bình, chị vui trễ quá, em mới về cái đó luôn á. Cái trắng là tính ra nó về mới về đây luôn á, tính ra về đợt gần nhất luôn à. Cái chuyến hàng mới gần đây nhất là cái trắng luôn á, mà nó cháy hàng mất tiêu. Cái trắng với cái chiếc lá mùa thu này nè. Tại vì em về ít đó, cái vải em may ít quá, về may mỗi size chưa được 100 cái. Thường những cái mẫu khác nha, một size cả 1000 cái bình thường. Cái trắng với cái chiếc lá size chưa được 100 cái, hết trơn luôn. Chiếc lá cũng gần cháy hàng rồi. Nếu mà các chị thích thì phải đặt sớm giúp em thôi, mình chờ là nó hết. Mua trễ quá là nó hết hàng. Rồi em mặc thì full size. Mẫu em mang nè, sơ mi lụa mới về. Có size từ 40 tới 65 cân. Này là 1480. Rồi 299 cho em nha. 1480, 299.000. Mã này eo cũng cỡ 86 cho em. Eo 85, 86 đổ về cho em là thoải mái. Rồi chốt đơn liền, 299k thôi. Sơ mi lụa, may kèm khóa kéo và có túi hai bên. Còn lót thì không có cần lót. Lụa thì em may một lớp nha. Những cái đầm nào vải lụa thì thường em may một lớp chứ không có cần lót ha. Đây, 299.000 nha cả nhà, form dài qua gối. Mẫu cao 1m60 là form đầm này nó dài qua gối của em rồi. Rất là dễ mang, nhẹ nhàng thôi. Màu sắc này là nó sẽ hơi tươi tươi, trẻ trung một chút xíu. Chị nào thích trẻ trung chọn cái này. Cổ sơ mi cao, tay này tay lỡ nè. Đó, sơ mi tay lỡ lấy này được không? Nhẹ nhàng hơn thế màu xanh. Đây, hoa xanh. Hoa xanh này cái màu nó nhẹ hơn. Còn hoa cam thì nó sẽ hơi tươi hơn chút. Hai cái này là cùng giá tiền, cùng kiểu luôn ha. Khác cái màu sắc, khác cái mã luôn nha. Không đặt là cho chị 1480 màu kia là không đúng. Ai đặt 1480 là mặc định em giao cái xanh này của em nè. Cái xanh rêu này nè là 1480. Còn thích cái này là 86 mới đúng nha. Cái là 1486. Em đang cầm là 1486. Sợ nhầm thì chút em mặc lên rồi mình hẳn đặt. Còn em mặc đây là 80 nha. Hai màu hai mã. Chốt hôm nay là 299.000 đồng, size từ 40 tới 65 cân. Chị yêu nào 40 tới 65 cân thì cứ đặt hàng cho shop nha. Xíu thì em tư vấn size cho mình. Chuẩn bị em qua mẫu khác nha. 1480 kèm số điện thoại, nền xanh rêu hoa cam, giá bán trên like là 299. Ngoài like em vẫn bán là 300 hơn 400 nha. Nếu mà các chị mua trực tiếp tại cửa hàng em á, cái sơ mi lụa này nè, bán tại shop 450. Trên like này chỉ có 299.000, chiếc eo xòe che bụng mất tiêu luôn, có bụng là che bụng hoàn toàn luôn. Nhà che khéo được cái phần bụng cho mình nha. 1480 trước đây còn 299.000 nha. Rồi tiếp tục bây giờ em chuyển mẫu nè. Em sẽ lên cho mình một cái em đầm suông đi. Màu em đầm suông cho nó dễ thương. Dáng suông á thì nó không có kén form người bận. À, mấy cái đầm form suông á, chị nào tròn người, ốm người gì mặc cũng hợp cho em. Không có lo kén dáng. Rồi 80 cho chị Tuyết, 80 cho chị Trần Thanh Thư. Eo chị là 76 hả chị? Vậy chị mặc size XL nha chị Thư ơi. Eo 76 mặc XL cho em. Còn eo từ 78 đến 84 á, là mình sẽ mặc cho em là size 2X. Hàng em may size có sẵn hết rồi. Đầm ở đây là em may sẵn size cho mình hết luôn. Đó, khi mà các chị mình bình luận xong ở đây ha, chút nữa
trong live luôn nha, trong thời gian live luôn á, mình bình luận xong vài phút sau là có nhân viên alo tư vấn liền. Nhanh lắm đó chị, không cần đợi live xong mới chốt đâu, mà ngay lúc em đang live, mình lên đơn xong xíu nữa là có nhân viên chốt đơn ngay. Cho nên là các chị nhớ để điện thoại nha, chốt đơn cỡ tầm một phút thôi là xong rồi, chỉ có xin thông tin thôi, chiều cao cân nặng em chọn size, có size vừa cái em xin địa chỉ, vậy là xong chứ đâu có gì coi, đâu có gì lâu đâu. Rồi bây giờ đầm này form suông có thể mặc được hai form, một là suông, đây là suông rộng đó, đang mặc là suông nè, còn hông thì mình có thể ôm eo cột lại thành ôm eo, hoặc là thắt nơi phía trước cũng được. 150 được không? 150 cái váy này cả nhà thấy ổn không? Một em đầm van hai lớp nha, 1419 cho em ạ, 149.000. Mã đầm là 1419, để em coi coi còn mấy size. 1419 nha, em còn cho mình 4 size, trong đó thì size M 6 cái, size L em còn là 34, XL 30 và 2X là 8 cái cuối nữa thôi. Đó là số lượng em còn sót lại cho mình luôn ha, số lượng chính xác luôn á. Đó, hết là bỏ mẫu chứ không may thêm, rồi thắt cái nơ bên hông, nó ra cái đầm ôm liền, đang thành form suông cái cột lại ra cái đầm ôm. Bây giờ mình thấy mặc được tới hai kiểu không, mà có 150 à, 149.000 cái đầm này thôi. À, đầm Thượng Hải có chị Ngọc Diệu, em mặc hồi đầu like luôn, em mặc hồi đầu like cái đầm Thượng Hải kim tuyến ngôi sao á, đây nè, còn 7 cái cuối, cái đầm đầu tiên em mặc luôn nè, còn 7 cái cuối cùng. Nãy em mặc là 5 cái M, 1XL với 1 cái 2X đó, còn không thì cái kim tuyến nhuyễn nó sẽ còn nhiều hơn một xíu. Đây, kim tuyến nhuyễn này thì còn nhiều hơn so với cái ngôi sao, cái ngôi sao còn có 7 cái à. Mà nếu mà hết cái ngôi sao đổi sang cái này cũng được, cái này cũng đẹp quá trời, kim tuyến đủ màu, bên ngoài nhìn cũng lấp lánh á, ở trên live nhìn nó không bằng cái kia chứ bên ngoài hai cái lấp lánh ngang nhau á. Rồi em mặc đây là 149.000 đồng nha. Thắt dây eo lại nó sẽ thành một cái dáng đầm ôm nhẹ eo, rất là xinh xắn cho mình. May kèm hai túi và khóa kéo nằm mở sau lưng. Váy này của em thì mặc gọn dáng lắm, không có bị tròn người đâu các chị yên tâm, tại vì sọc dọc mà, đâu phải sọc ngang đâu. Khi nào sọc ngang thì mới sợ, chứ còn sọc dọc thì không có lo nha. Giá bán hôm nay là 149.000 nha cả nhà. Rồi mẫu đang mặc đây là 1419 ạ. Em đang mặc đây là 1419 nha. Chị yêu nào chưa có thì lên đơn sớm để em chừa hàng. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được nha. Tiếp theo bây giờ qua mẫu khác nè. Lên tiếp một em đầm Thượng Hải đi ha. Em mặc cái kim tuyến đủ màu cho mình coi thử. Hồi đầu like là em có mặc cái ngôi sao, ngôi sao thì còn ít. Giờ em mặc coi cái đủ màu. Cái đủ màu này nó còn cũng không nhiều, chỉ là nó nhiều hơn cái ngôi sao một xíu thôi, chứ nó cũng sắp hết hạn mất tiêu rồi. Đây, sườn xám 1394 ạ. Rồi, sườn xám là 1394 các chị yêu nha. Giá hôm nay bao nhiêu đây ta? 219.000 các chị yêu ơi, 219.000 đồng. Rồi, để em xem coi số lượng còn bao nhiêu em báo mình luôn. 1394. Em còn cho mình là size 40 cho tới là 67 cân luôn. Trong đó size 2X em chỉ còn hai cái cuối cùng là hết nha. 1394 kèm số điện thoại 219.000 đồng. Đó, cũng đâu có nhiều đâu. Nhiều nhất là em chỉ còn size XL là nhiều nhất thôi. XL là em còn trên dưới là 40 cái là nhiều nhất á. Size M 12 cái, size L 11, đó, XL còn trên dưới 40 và 2X là em còn hai cái cuối là hết. Bỏ mẫu luôn, không về thêm nữa. Thêm một cái đầm sườn xám nữa đây. Có xẻ tà cho các chị nha, xẻ tà hai bên. Đó, đi đứng thoải mái, chất co giãn cao, vải nhung mát lạnh, nhung bên em mặc mát, co giãn tốt. Và bên ngoài các chị nhìn nó có cái đồ ống nhẹ rất là nổi bật luôn. Dễ thương chưa? Sang xịn không? Ở ngoài mình nhìn cái này nó đủ màu nè. Ha, trên like các chị thấy lấp lánh không? Nhưng mà bên ngoài mình nhìn á, ánh xanh, ánh vàng, ánh tím ở trên đầm nữa cơ, đủ màu luôn á, chứ không phải một màu đâu. 1394 ạ, 219.000 cho em ghim giá ở dưới rồi nha. 1394, 67 cân cũng được. Eo này lên tầm 86 cho em cũng được luôn, thoải mái, nó coi dạng tốt đó. Eo 86 độ về cho em cả nhà cứ lên đơn luôn ha. Nhưng mà size 2X nó chỉ hai cái cuối rồi đó nha. Lưu ý là mẫu đầm của em đang mang đây size 2X chỉ còn hai cái cuối cùng nữa thôi, là em hết hàng bỏ mẫu không về thêm nữa. Mà sườn xám em chưa thấy thêm, đợt hàng mới em chưa có thấy về sườn xám cả nhà.
Đợt này có nè, chứ còn chuyến sau là em chưa thấy có nha. Chị nào đợi chuyến sau mới mua là có khi không có hàng đâu. Chích nhung nha, kim tuyến mặt ngoài, mặt trong nè, nó mịn nè. Mặt trong mịn không có ngứa, mặt em này không có bị ngứa. 84 à, chị Ngọc Diệu lấy 2 ít nha, còn hai cái cuối rồi á. Rồi ok, chốt đơn nha chị luôn. Cho em cái mã đi nha, ghi cho em 1384 nha, ghi cho em là 1394 đi chị. Em thấy có số điện thoại mà chưa có thấy cái mã hàng. Rồi tiếp tục, bây giờ qua mẫu em sẽ lên tiếp một em váy nữa, sơ mi đi. Sơ mi hoa nhí này cũng còn ít, để em lên cho nó hết luôn, nó sắp hết mất tiêu rồi. Rồi để lên cho nó hết luôn ha. Này là 1471. Ôi còn có hai cái cuối cùng hả? Còn đúng hai cái cuối luôn á. Chị nào nhanh tay chốt được cái đầm mà hoa nhí hàng siêu hiếm luôn. Biết bao nhiêu lâu em mới về một cái hoa nhí, lâu lắm luôn rồi đó. Giờ em bán hết trơn mà em còn có hai cái cuối cùng thôi. Size 2XL, 57-65 cân là vừa cho em, 1471. 1471 em sale với giá tiền là 249.000 đồng. Đây là một em sơ mi von với hoa nổi ở phía trên luôn. Sơ mi von hoa nổi, khóa kéo nằm sau, cổ áo sẽ có phối màu để nó có cái điểm nhấn á, nhìn rất là nhẹ nhàng ha. Màu nó không có nổi quá lại nha, nhã nhặn thôi. Đó, hoa nhí nè, rồi có cổ màu nâu. 1471 cho em ạ, 249.000 đồng. Em còn hai cái cuối cùng. Khách quen nhà em thì mua hết rồi, cho nên là giờ có chị nào mà khách mới mà chưa có là tranh thủ luôn. Em chỉ còn hai cái cuối nữa thôi, hết là em bỏ mẫu không may thêm. Sơ mi von, hoa này von hoa nổi, rờ vô là nó nổi cái hoa ở trên luôn. Có lót chị, von là phải có lót chứ. Đầm von nè, ren nè, với chiếc phông á thì em sẽ may hai lớp, không có lo mỏng nha. Đó, mấy cái chiếc này là sẽ có lót ở trong, chứ mặt tối không sao, nhưng mà lỡ mình mặc đi ban ngày á, buổi trưa là nó sẽ hơi mỏng. Thành ra là em sẽ có may thêm lớp lót cho nó chắc ăn ha. Đây, hoa nhỏ nhí nè, hoa nhí màu cam cam, xanh xanh nha. Dạ đây là von chị, không có co giãn nhiều, eo 84 thôi. Váy này của em eo 84 đổ về cho em là vừa nha. Chị yêu nào eo dưới 84 thì cứ lên đơn sớm để em chừa hàng. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được nha. Rồi 1471 cho em ạ. 1471 249.000 đồng. 1471 249.000 nha cả nhà. Em có size từ 40 cho tới là, em nhầm, 57 cho tới là 65 cân, 2X mà. 57 tới 65 cân, còn đúng hai cái cuối cùng, hết em bỏ mẫu. 1471 kèm số điện thoại cho em, giá bán 249.000 ngày hôm nay. Bình thường em bán cái váy này á là 300-350. Này chú có 249 nè. Có hai cái thôi, bán coi như sale tri ân luôn á, chứ có lời đâu. Chị Thanh Thư lấy đầm em mặc đúng không? Cho em xin mã đi. 1471 đi chị, đặt mã vô để bên em alo tư vấn nè. À nếu mà mô thì em hết rồi. Không còn chị ơi, chị còn size 2X thôi, 2XL. Size mô để em lên cái khác nha. Sơ mi đúng không? Nếu mà sơ mi để em xem coi, hoa hả? Hoa size mô thì em có mặc cái hoa cam rồi đó. Để em coi còn cái hoa nào không? Hoa trắng được không? Trắng hoa tím được không? Đây, em có cái trắng hoa tím này nè, full size hơn nè chị, nhưng mà hoa nó to. Còn hoa nhỏ thì em hết, hoa nhỏ không may thêm, em bỏ mẫu rồi. 1471 là sơ mi hoa nhí, mà khổ cái là cũng có mình nó hoa nhí à, chứ cũng còn nhiều nữa, hơi bị hiếm luôn á. Bởi vậy em mới nói là chị nào có thích á, có size của mình thì mình đặt luôn nha. Hết em không về thêm sơ mi này nữa đâu, sơ mi này em sắp về kiểu khác rồi. Mỗi một chuyến em về hoa văn khác nhau, chuyến này về hoa này, chuyến sau về hoa khác. Đây, lên tiếp một em váy nữa. Em này là 1470. Đó, hết 71 bây giờ qua 70 đi. Hoa này nó sẽ to hơn và cái màu cũng rất là xinh. Sơ mi hoa cũng von luôn. Cái hoa tím tím này của em nè, cái trắng hoa tím này cũng là vải von cho các chị mình luôn. 1470 cho em. Sơ mi tay ngắn nha. Rồi, em này thì full size hơn nè. 1470 em sẽ có full size cho mình hơn nha. 65 cân đổ lại. Đó, cứ 40 tới 65 cân thì mình cứ chốt, em sẽ có hàng 259. 259.000 đồng. Em có size M, size L, XL và 2X nha. Cả nhà nhớ chia sẻ like nha. 3 lần chia sẻ like thôi là nguyên cái like này mua cái nào cũng được giảm giá. Chứ cái váy của em nếu mà không chia sẻ đó thì like này em đang bán à.
nếu mà không chia sẻ nha, ngoài 63 450 là đến trực tiếp cửa hàng mua luôn á, 450. Nhưng mà trên ai này có nhiêu đâu vậy nha? Có 259 nè. Có 259.000 đồng cái váy của em luôn á, bao đẹp luôn. Hàng bao đẹp, bao xịn cho các chị mình luôn. Nhanh tay em giảm giá cho mình. Đây, von hoa. Trong có kèm lót, có túi, cái này có túi nè. Hai bên hai túi tiện lợi, khó kéo ẩn được may đằng sau lưng. Trong đầm có may kèm lót không lo mỏng nha. 1470 cho em ạ. À. Đây, chị nào hỏi em hàng giống mẫu không, em cầm như mình coi thử nè. Coi coi giống không? Y chang mẫu mặt chưa? Hàng mặt sao là em giao vậy? Ở nhà mình coi like thấy em giới thiệu sao á, là nhận hàng nó cũng giống vậy luôn, chứ không có khác gì hết trơn á. Bao chuẩn mẫu mà. Được kiểm tra hàng chứ thanh toán nữa cơ. Mua hàng bên em là các chị được kiểm tra hàng luôn, đúng như quảng cáo mới lấy tiền. Không có sợ gì hết nha, mua là được kiểm tra. Chị Ngọc Thư lấy 1470 nè, ok chị yêu luôn ạ. Rồi có gì bên em alo trực tiếp và tư vấn cho các chị mình nha. Mã hàng kèm số điện thoại cho em là ok. Chốt trên like này là 259.000 đồng. 1470 259.000 nha. Rồi chi tiết nha, bao nhiêu tiền váy sơ mi vậy em? Cái này có 259 nè chị. Nếu mà chị mua giờ nè, đặt trong line này nè, đó em đang phát trực tiếp mình đặt luôn á, thì 259. Nhưng mà cũng cái váy này nha, đơn mình lên trễ, em tắt line rồi, em like xong rồi mình mới đặt, thì giá nó phải hơn 300, ít nhất cũng 350, 370. Còn mà tại shop là 400 hơn nữa cơ. Bởi vậy like này rẻ nhất chốt luôn, bỏ qua là tiếc, bỏ lỡ like này là lỡ cái giá sale. 259.000 trên like thôi. Không đẹp không ăn tiền luôn cả nhà, cái màu sang lắm. Không bị kén da nha, da trắng da ngâm gì mà cũng được. Chị Thủy Lượng lấy 1470 nè. Đi tiệc mặc này được không em? Được chứ chị, sang mà. Đi chơi, đi tiệc, đi đâu em thấy mặc cũng được. Nhẹ nhàng, sang trọng, dễ thương. Mặc bây giờ qua năm mặc vẫn mới vẫn đẹp. Mấy cái màu này đâu có lo lỗi thời đâu. 259.000 chị ơi, chúc trên like nè. 1470 cho em. 1470 sao còn 259.000 đồng. Chị yêu nào chưa có mình lên đơn sớm nha. Rồi bây giờ qua mẫu để em coi lên nào tiếp theo đây. Xen kẽ nhà giá, giá 200 mấy, 100 mấy tùy giá nha, tùy mẫu các chị thích em lên cái nào. Đó rồi em sẽ giới thiệu cho mình những cái sản phẩm sale giá rẻ. Bây giờ lên cái nào đây ta, cái này 200 mấy rồi. Và để em kiếm đầm 100 mấy mặt. 199.000. Đây cái màu này cũng xinh nè. Em có cái màu hồng hồng này cũng nữ tính dữ lắm. 59 cân thì chị Thúy Đưa mặc 2X được có chị. Đo eo giúp em đi. Giờ số ký không em cũng chưa có chọn size được nè. Cho em xin cái chiều cao với lại số đo 3 vòng ha. Em sẽ chọn cái size cho nó vừa vặn hơn. Giờ số ký không thì nó hơi khó. Tại nhiều khi em nhắm chừng cái số ký đó là ở cái size này, xong đến lúc khách đo eo cái phải lấy size khác nha. Tùy theo form dáng người. Rồi bây giờ em mặc nè. Đầm này thì em còn size to thôi. Cái váy này nó hết size nhỏ rồi. 1452 đầm von. Em này là von hàn. Von hàn là cả nhà biết rồi ha. Siêu nhẹ mát luôn. Còn hai size cuối cùng là XL và 2X nha. 1452. Dễ á, em thấy mà còn size to là dễ hơn còn size nhỏ. Còn size nhỏ mà có thích thì cũng đâu có mặc được đâu. Còn mà size to á, thích về nhà vẫn sửa lại được, vẫn ok hơn đúng không? Đó không, ví dụ mặc hơi rộng sửa lại chứ còn mặc chật là thua. 199.000 đồng luôn cả nhà. 1452 sale còn 199.000. Rồi. Mẫu đang mang là 1452 cả nhà nha, sale còn 199.000 đồng. Em có cho mình là size XL và 2X, 55 tới 65 cân là vừa cho em, dễ thương không? Mặc chị xem đầm chiếc lá hả chị? Rồi ok, chiếc lá đằng sau em đúng không? Lá mùa thu nè. Đây. Sau cái này nha em lên cho mình coi nha. Đợi em xíu. Rồi mẫu em mặc đây là 1452, còn hai size cuối là XL và 2X. Tương đương sẽ là 55 tới 65 cân là vừa cho em nha. Chị yêu nào 55 65 cân chốt đơn cho em. Chị Quách Ngọc 1452 XL. Chị Đinh Thanh L73 là lấy cái 70. Ok, chị Ngọc Trang 65 kg. Chưa có mã chị Ngọc Trang. Cái đầm này hay sao ạ? À? Váy hồng em mang đúng không? Hồng hai trắng nè. Đây cận cảnh cái chị coi nè, dễ thương không? Hoa xinh ha. Màu nhẹ nhàng thôi, không có tươi quá. Cái màu này hồng nhưng mà hồng nhạt, hồng nhạt nhạt, hồng cam cam á. Nó không có kén da. 199.000. Hai size cuối cùng nha, hai size cuối không bay thêm nữa nha. 1452 kèm số điện thoại, dài cũng tới bắp chân của em chứ đâu ngắn đâu ha. Em cao mét 6 vậy thấy không? Tới bắp chân rồi. Khi nào mà trên gối mới sợ ngắn thôi, chứ còn cỡ này thì ai mang cũng hợp, mà đi chơi đi làm gì cũng hợp cho em. Cỡ này là ok. 1452 199.000 đồng. Rồi em coi đầm chiếc lá. Chiếc lá mùa thu.
chiếc áo mùa thu này cũng ít nè, mỗi size kia được 100 cái đâu, cái này với cái trắng, hai cái về đều ít như nhau, giờ mà không nhanh tay là hết thiệt nha. Rồi đây là 1484, mẫu mặc là 1484. Rồi ok, chị Ngọc Trang có đơn nè. Em mang là 1484 nha. Em này cũng von luôn, von này cũng mát mẻ nhẹ nhàng, hai lớp cho các chị mình không lo mỏng. Giá bán 299.000. Mà để em kiểm tra coi nó còn mấy cái đây, có cái size nào hết chưa. 1484. Rồi 4 size nha, 4 size, mỗi size còn khoảng trên dưới 20-30 cái là cũng hết hàng. Cái trắng là hết M rồi nè, cái màu trắng là hôm nay lễ size rồi đó, chính thức lễ size. Chiếc lá em mặc cũng sắp lễ size luôn nha, sắp sửa thôi. Mai ngày mốt quay lại là nghe em báo lễ size liền, còn ít quá trời. Rồi chốt đơn là 299. 299.000 đồng. Cái em chiếc lá này mà đi du lịch chụp hình cũng đẹp lắm luôn, nổi bật, lên hình là xuất sắc cho em luôn. Giá sale hôm nay 299.000, mẫu mới vừa về hàng của shop em. Von hàn mặc mát nha, hai lớp nè, lá ở trong dán đầm xè nhẹ nhàng che bụng cho mình, không lo lộ bụng, đi chơi đi tiệc gì mà cũng hợp cho em đó. Lá màu vàng, màu đỏ, màu nâu, đủ màu luôn. Tay ngắn, cổ tròn cao, cổ này kính nè, chị nào thích kính với cái cổ này cho em, siêu kính, không hề hở ở chỗ nào, không hề thấy hở chút nào luôn ha, kính đáo lịch sự. Rồi ôm eo váy xè nhẹ nhàng nha, chị yêu nào chưa có thì lên đơn sớm ạ. Mẫu mặc đây là 1484 nha cả nhà, nhanh tay em chừa hàng chừa size giảm giá cho mình luôn ha, size cho các chị yêu từ 40 cho tới là 65 kg đó. Chị yêu nào dưới 65 kg thì cứ chốt đơn cho em. Rồi bao nhiêu tiền váy này? 299.000 chị ơi. 1484 đây em mặc đây, 1484 là 299.000 đồng. Em có cho mình là size M, size L, size XL và size 2X luôn. Chị nào chưa có mẫu này thì cứ bình luận ngay bên dưới để nhà em tư vấn cho mình kỹ hơn nha. Đầm em mang có size XL không? Có chị, dưới 65 cân vừa nha. Rồi chị yêu nào dưới 65 cân thì cứ chốt đơn cho em ha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được ạ. 1484 kèm số điện thoại nha cả nhà. Đầm chiếc lá mùa thu, giá bán tại cửa hàng em cũng phải hơn 370-400 á. Bây giờ trên like là chỉ có 299.000, like khác cũng 300 mấy, chỉ có like này là rẻ thôi. Mình mà không mua like này của em nha, nếu mà các chị coi vô tình lướt trúng một cái like thấy em đang mặc cái em chiếc lá này mà bán 350, thì lúc đó các chị mình cũng không bất ngờ nha, tại cái đó mới là đúng giá bán. Còn giờ em đang giảm giá nè, có 299.000 thôi hả. 1452 eo chị 986 hả chị Hoài Nam. Eo 86 thì em sợ hơi ôm á chị. Cái này được nè, cái chiếc lá của em thì được, chiếc lá eo 86 được nè, chứ còn cái 52 thì eo nó chỉ có 84 thôi chị ơi, em sợ nó hơi ôm nha. Rồi em mặc 299.000 nha. Sườn xám 1394 size XL chị Trúc Liễu nè, 1394. À ok, cái sườn xám kim tuyến đủ màu. Rồi ok chị yêu luôn. Mẫu đang mang là 1484 ạ. Chị nào chưa có thì lên đơn sớm để em chừa hàng. Mã hàng cộng số điện thoại cho em là ok nha. Sale hôm nay là 299.000 đồng nha cả nhà. Có size từ 40 cho tới 65 cân nha. Chị yêu nào dưới 65 cân thì cứ chốt đơn cho em. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được nè. Đó, chiếc lá mùa thu. Chiếc lá mùa thu sale còn 299. Em hay gọi chiếc lá mùa thu á, nhưng mà các chị đặt thì nhớ ghi mã nha, để bên em còn tư vấn nữa. Các bạn còn chốt đơn biết cái mã nào, chứ không thôi là không nhớ. Không nhớ đặt mã nào là không chốt đơn được đâu. Chị Đinh Hồng lấy 1484. Rồi còn chị yêu nào nữa không? Giá hôm nay là chị áp dụng cho khách đặt ở trên like thôi, với điều kiện là chia sẻ. Chị nào chia sẻ like rồi em chốt đơn cho mình. Ai chưa chia sẻ không chốt giá này được. Ai chưa chia sẻ là mặc định là phải chốt cái giá cao hơn. Còn bây giờ chia sẻ rồi ha, được kiểm tra hàng trước thanh toán nè, tư vấn sai trước khi giao, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, giao tới nơi các chị mình được kiểm tra thì có gì đâu lo. Em chưa lấy tiền ha, chưa hề cần tiền của khách là cho khách kiểm tra chất lượng rồi, đẹp như quảng cáo, đúng như giới thiệu thì mình nhận đó. Rồi lần sau các chị quay lại mình mua nhiều hơn cũng được, lần sau các chị nhớ giới thiệu cho bạn bè người thân cùng mua, tắt tên vào like của em nữa. Váy này sale 299.000 nha cả nhà. Mẫu đầm em mang là đầm von hai lớp nha, 65 kg, eo 86 độ về cho em là được nha. Chị nào chưa có cứ lên đơn. 1450 hả chị? 1450 còn chị Trúc Liễu ơi, đây nè, 1450 là cái váy này.
Đây chị coi lại giúp em coi đúng không? Coi chừng nhầm mã nha. Đây là 450 tại em chưa có mặt. Mẫu này chưa có mặt nên sợ chị nhầm. Đây là 450, XL em vẫn còn á. Nếu mà chị Trúc Liễu thích thì chị cứ đặt hàng, chút xíu bên em sẽ tư vấn cho mình thêm. Đầm này nó hết L thôi, M, XL, 2X nó vẫn còn. Còn em mặc thì còn tương đối size từ 40-65kg. Chị nào chưa có cứ lên đơn cho em. Rồi bây giờ like này em sẽ lưu lại nha. Chị nào hơi trễ có thể xem được rồi giúp em. Hoặc là mình cũng có thể theo dõi tiếp những bài livestream khác của shop nha. Chúc các chị buổi chiều thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại mình vào livestream tối hôm nay vào lúc 6:30 tối nha. 6:30 tối nay sẽ có một livestream trực tiếp. Các chị vào live cùng săn hàng với em ha. Giờ thì em chào tạm biệt các chị yêu nha. Hẹn gặp lại mình ạ.